Xin chào tất cả các anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Quang Tùng Đầu Câu Cầu Diễn Bóng đá nữ đang làm cho chúng ta cảm nhận được rất nhiều điều với những gì được gọi là đỉnh cao của bóng đá nữ thế giới Và bên cạnh đó là sự nỗ lực, khả năng thể hiện về mặt ý chí, tinh thần cũng như kết quả có thể nói là khả quan của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong lần đầu dự World Cup Chúng ta có một trận thua 0-3 ở ngày ra quân, một bàn ra mắt hoàn toàn có thể gọi là chấp nhận được ở giải đấu lớn nhất dành cho nam nữ ở tầm thế giới trước đội đương kim vô địch thế giới đội tuyển Mỹ thực ra thì nhìn về trận đấu đó thì nó sẽ có rất nhiều cách nhìn khác nhau nhưng về tựu chung lại thì chúng ta đạt đạt được mục tiêu bởi vì chúng ta hiểu được rằng là thua là điều hết sức bình thường Ờ, trong một cái một cái cái tầm mức giải đấu nó như thế này sự khác biệt sự tranh lệch sự gọi là 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 là, là cái các cái tiêu chuẩn nó hoàn toàn là khác nhau ờ, tầm vóc họ khác mình ờ, chất lượng kỹ thuật chất lượng chiến thuật bản lĩnh thi đấu tất cả tất cả họ đều hơn mình thì cái việc họ thắng chúng ta là chuyện hết sức bình thường vấn đề là thắng bao nhiêu ờ, trước trận đấu thì ở một diễn đàn khác tôi đã từng hy vọng rằng là các tuyển thủ nữ của chúng ta sẽ thua đâu đó khoảng năm quả trở lại và thật may mắn là cái dự đoán đấy cái mong muốn đấy nó trở thành thực sự thật khi chúng ta chỉ thua có 3 quả thôi còn rất nhiều người dự kiến là sẽ thua nhiều hơn thậm chí là đến cả 9 10 quả chuyện đấy bình thường Thái Lan đã từng thua nhưng mà so sánh giữa trận thua Thái Lan của World Cup 4 năm trước với trận thua 0-3 ở thời điểm này là không nên bởi vì là mỗi thời điểm nó khác nhau ờ, tâm thế của mỗi đội là là, là, là hoàn toàn khác nhau ờ, tất nhiên có cái sự nỗ lực nhưng mà cái nỗ lực đấy là gì? Nỗ lực của chúng ta là nỗ lực hạn chế bàn thua Chứ không phải là nỗ lực để mà tạo ra một cái thế trận nào đó Có những điểm nhấn nào đó, có sự cân bằng nào đó không có Chúng ta chỉ hạn chế những bàn thua thôi Cái đấy là điều mà thực sự mà nói là rất là đáng Gọi là biểu dương Một thành tích hết sức là đáng khích lệ Cho đội tuyển nước Việt Nam Và nhìn từ những cái nỗ lực của các em Nhất là những cái tình huống cứu thua như của Kim Thanh chẳng hạn trước quả pha đền của Morgan chẳng Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái cái, cái, cái giá trị ở đấy và nhìn từ những điểm tựa như vậy trong trận đấu đầu tiên chơi ở sân chơi lớn World Cup vị thì chắc chắn là uh, các tuyển thủ nữ của chúng ta đã có thêm được những cái trải nghiệm có thêm được cái sự tích lũy có thêm được cái sự tự tin để chơi cái thứ bóng đá của mình đây là thứ bóng đá của mình nhé cái cái tầm mức của chúng của chúng ta ở đâu chúng ta phải chơi đúng như thế uh, chúng ta cố gắng vươn lên trên cái của chúng ta thôi chứ còn chúng ta không thể chơi với cái tiêu chuẩn của các đội bóng khác được họ một cái tầm cao hơn chúng ta khoảng cách trên cái bảng xếp hạng của FIFA nó chỉ là một cái gọi là ví dụ tương đối thôi nhưng đó cũng là một cái tiêu chuẩn về mặt đẳng cấp đấy. Thế nên bây giờ chúng ta nhìn họ để mà gọi là chọn ra cái giải pháp của mình phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự. Nhưng tôi vẫn muốn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta sẽ còn có thêm những cái chi tiết khác nữa như chúng ta đã chuẩn bị trong cái giai đoạn hướng đến world cup lần này và đó là cái lý do để chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của ngày hôm nay khi mà đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước thềm trận đấu gặp đội Bồ Đồ Nha đội tạm gọi là yếu hơn so với đội Mỹ và cả đội tuyển Hà Lan nữa và nó họ gần với cái trình độ của chúng ta hơn và họ cũng là lần đầu tiên dự World Cup đương nhiên cái trải nghiệm cái 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 gọi là cái bản lĩnh kinh nghiệm của họ ở, ở giải vô địch thế giới nó cũng không có quá nhiều vậy thì chúng ta có hy vọng gì không tôi nghĩ rằng là có à, chúng ta sẽ phải chặt chẽ trong cái khâu phòng ngự để làm thế nào đó nó vẫn là kiểm soát trận đấu theo cái cách của mình không phải là hạn chế bàn thua theo cái kiểu mà đối mặt với đội tuyển Mỹ nhưng vẫn là phải là phòng ngự để là chúng ta không bị gọi là bộc lộ những cái sai sót, bộc lộ những cái khoảng trống, bộc lộ những cái sự mong manh để đối phương được khai thác. Đấy là đấy là đấy là chuyện chúng ta buộc phải 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 lựa chọn bởi vì chất lượng của chúng ta tiêu chuẩn của chúng ta nó thấp hơn một lần nữa chúng ta phải nhắc lại như vậy nhưng yếu tố mà tôi muốn đề cập vào đây là câu chuyện chúng ta có cần phải, phải tấn công hay không có cần phải có những cái đường phản công đáp trả hay không tôi nghĩ là phải có phải có ở chỗ là chúng ta sẽ có những hy vọng để uh, gọi là có bàn thắng đầu tiên ở world cup đó sẽ là một cột mốc mới một cái điểm tựa mới để chúng ta có thể tiếp tục phấn đấu uh, thứ hai là cho dù có thể không có bàn thắng nói chuyện hoàn toàn bình thường thì cái đường phản công những cái đường phản công sắc bén của chúng ta uh, trong một ngày mà thanh nhã sau khi khỏi ốm có thể trở lại uh, trong một ngày mà Huỳnh như bằng cái sự hiểu biết của mình về bóng đá bồ đào nha có thể khai thác được thì chúng ta sẽ làm cho đối phương bị phân tâm sẽ làm cho đối phương không thể chỉ có mỗi một việc là giữ quả bóng bên phần sân của chúng ta và uh, dồn ép chúng ta tạo ra sức ép tạo ra những cái, cái cái áp lực để khiến chúng ta mà mắc sai sót họ cũng sẽ phải bị gọi là phải phải suy nghĩ rằng ồ nếu như mà chúng ta cứ tấn công liên tục như này thì phía sau lưng của chúng ta sẽ là như thế nào một vài đường phản công của chúng ta liệu nó có thể khiến cho cái nhiệm vụ của nó họ là ba điểm nó sẽ trở nên khó khăn hay không ờ, mọi chuyện nó có thể trở nên phức tạp hơn không với cái mục tiêu của của bộ đội tuyển bồ đào nha tôi nghĩ là hoàn toàn có thể sẽ tạo ra những tình huống như thế nếu như chúng ta chơi bằng đúng cái cái ý định mà chúng ta đã từng chơi đã có sự chuẩn bị trong cái giai đoạn vừa rồi một vài đường phản công thôi một một hiệp đấu chúng ta có khoảng hai ba đường hợp lý hoàn toàn có thể đúng không ạ xuống uh, gọi là nách xuống biên rồi trả ngược lại cho tuyến hai lên dứt điểm rất nhiều cái 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 giải pháp ở vị trí gọi là tiền vệ trung tâm tôi rất thích cái phương án dâng cao của của em Vân Dương Thị Vân nhỏ người thấp đậm nhưng rất là bền bỉ tranh chấp hợp lý và đặc biệt là chọn vị trí trong cái các cái thời điểm, thời điểm dâng cao phản công đấy nó nó rất hay đó là chưa kể đến việc khả năng là dứt điểm ở cự ly đâu đó khoảng 20 mươi mét nó có cái độ chuẩn nó không phải là những cái cú đá sát thủ theo kiểu của một cầu thủ nam đương nhiên đây là bóng đá nữ mà nhưng nó cũng đem đến những cái hy vọng và tôi kỳ vọng rằng đó là một trong những giải pháp còn đương nhiên thanh nhã ừ, hải yến hay là Uhm, những con người khác bích thuy chẳng hạn đấy những cái phương án đấy đều là những cái phương án mà tôi nghĩ rằng là phản công sẽ có thể đem đến cho chúng ta một cái hy vọng nào đó hy vọng đây một một lần nữa tôi nhắc lại là làm giảm bớt cái áp lực của đối phương lên khung thành của chúng ta đúng không ạ và thứ hai nếu như có thể trong một ngày đẹp trời trong một chiều gọi là mọi sự may mắn nó đến gần với chúng ta chúng ta sẽ có bàn thắng và đó sẽ là một cái điều mà thực sự là rất là 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 tuyệt vời bởi vì đấy chính là một trong những mục tiêu của chúng ta một đội bóng uh, với tầm mức như là chúng ta đang có lần đầu tiên được dự world cup chúng ta cần phải 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 tích lũy uh, và biết đâu đấy nếu như một bàn thắng một cái thế trận nào đó nó đem đến chúng ta điểm số đầu tiên thì sao hoàn toàn có thể tại sao chúng ta có không có quyền hy vọng mặc dù cái hy vọng đấy là nhỏ thôi ít thôi nhưng chúng ta có quyền được tự tin và hy vọng vào cái năng lực của mình và trong cái lộ trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam với cái việc mà gặp Mỹ ở trận đầu gặp Bồ Đô Nha trận thứ hai và gặp Hà Lan ở lượt trận cuối cùng thì chúng ta tin rằng là ban huấn luyện cũng đặt ra cái 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 trọng tâm Đấy, là ở lượt trận thứ hai này tôi nghĩ là đấy là điều hết sức là 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 thông thường bởi vì dù sao nữa đặt Bồ Đào Nha bên cạnh Hà Lan và Mỹ thì Bồ Đào Nha phải là đội yếu nhất trong số ba đội đối thủ của chúng ta chứ. Thế thì chúng ta phải quyết liệt ở cái trận đấu mà chúng ta có 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 cơ hội. Và cái cơ hội này nó có thể mở ra những cơ hội khác. Nhưng mà thôi trước khi nói những cơ hội khác thì chúng ta phải giải quyết tốt cái điều kiện này. Về mặt lực lượng thì chúng ta có thể tin tưởng vào cái khả năng củng cố trận phòng ngự khi mà trương thị kiều vẫn đang chơi rất là ổn khi mà thể trạng của kiều tốt thì đó vẫn là trung vệ tốt nhất của chúng ta tầm vóc sự hiểu biết khả năng tác động vào cái lối chơi phòng ngự của đội tuyển nữ việt nam là là rất ổn còn trên hàng công thì thanh nhã có dấu hiệu là có thể trở lại được rồi tôi nghĩ rằng là đấy sẽ là một cái giải pháp rất là hay cho những đường lên bóng phản công của chúng ta và bên cạnh những cái điều mà chúng ta đang sở hữu ấy thì cái yếu tố tinh thần ngoài cái việc mà chúng ta đã chơi cơ bản là là hợp lý trong một thế trận bị dồn ép trước đội tuyển Mỹ sự kiên cường của chúng ta đã duy trì được một cái khoảng cách nhìn chung là chấp nhận hoàn toàn chấp nhận được đúng không ạ thì uh, chúng ta còn đón nhận một thông tin nữa đến từ một đội bóng ở khu Đông Nam Á đó là Philippines khi họ đã tạo ra được một cái cú sốc bằng việc giành thắng lợi trước đội chủ nhà New Zealand với cách biệt chỉ là một bàn thôi một bàn thắng nó có những cái dấu hiệu của sự may mắn những sự may mắn đấy là sự may mắn có cái 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 sự chuẩn bị, có cái sự tích lũy của cầu thủ Philippines và họ hoàn toàn xứng đáng để để đón nhận cái may mắn đó. Họ đã làm những điều cần thiết để đón nhận may mắn đó. Đã rất nhiều người sẽ so sánh với cái bóng đá Philippines vào thời điểm này với bóng đá nữ Việt Nam đúng không? Thì cái sự so sánh là chuyện mà mọi người sẽ luôn luôn đưa ra. Tôi không muốn tạo ra bất cứ một cái sự so sánh nào vào thời điểm này. À, tôi chỉ muốn nhìn là cái cái cách mà cầu thủ Philippines đã giành thắng lợi trước đối thủ New Zealand và lấy cái 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 nguồn cảm hứng đó truyền sang cho đội bóng đá nữ Việt Nam. Hy vọng rằng đó sẽ là một nguồn cảm hứng, là một sự khích lệ cho các cô gái Việt Nam để chúng ta có một niềm tin rằng là chúng ta có thể làm được một điều gì đó. Và sự tích lũy này về mặt tinh thần là vô cùng có giá trị. cảm hứng chơi trong bóng đá cảm hứng chơi thể thao là điều luôn luôn cần và một chút may mắn một chút may mắn đâu đó đến với những người luôn luôn sẵn sàng là điều hoàn toàn có thể khiến chúng ta có được những cái sự lợi thế có được những cái thuận lợi trong những cái trận đấu mà trước khi bước vào trận chúng ta biết rằng là chúng ta ở một cái tiêu chuẩn thấp hơn ở một cái một cái gọi là tầm mức nó nó thấp bé hơn rất nhiều nhưng đó chính là bóng đá bóng đá không phải là một cái trò chơi mà bất cứ đội bóng mạnh nào cũng có thể có được thắng lợi trước đội bóng yếu hơn ở ờ, bóng đá nữ thì khoảng cách thì nó là rất là xa thế nhưng mà đối thủ của chúng ta ở cái lượt trận thứ hai này thì nó lại không phải là một cái đối thủ mà đã từng vô địch thế giới như là đội tuyển mỹ cũng đã từng vào uh, những cái trận đấu cuối cùng của các giải đấu lớn như đội tuyển hà lan vậy thì có cái lý do gì mà chúng ta không đặt ra những cái mục tiêu không đặt ra những cái những cái những cái, những cái là điểm số những cái bàn thắng giả sử như chúng ta đặt ra những mục đấy là hết sức bình thường, không có cái gì là là là, là quá mức cả trong cái việc đặt mục tiêu và nếu như chúng ta thực hiện được điều đó thì quả là tuyệt vời. À, với cái, cái giá trị mà chúng ta có được bằng tinh thần, bằng sự nỗ lực của các em ở lượt trận đầu tiên trước đội tuyển Mỹ, bằng cái cách chuẩn bị mà à, đội tuyển đã hướng tới World Cup lần này, à, bằng những nhân tố con người mà chúng ta đang thận, đang, đang 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 sở hữu trong tay bằng việc đối thủ cũng có những cái phần gọi là tạm gọi là hạn chế hơn so với những đối thủ khác thì chúng ta có quyền đặt ra những kỳ vọng. Đấy, cho dù một lần nữa tôi xin nhắc lại, hy vọng nó có thể không lớn. Mục tiêu của chúng ta có thể đơn giản là một bàn thắng rồi sau đó là một điểm chẳng hạn thế. Thì tôi kỳ vọng vào các cầu thủ của chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn trong cái lượt trận thứ hai này và nếu như gọi là có một bàn thắng có một số điểm số thì đó sẽ là một cái gọi là cú hích rất quan trọng cho không chỉ ở cái giải đấu này mà còn là cái sự phát triển của bóng đá nữ việt nam à, chúng ta đã đi rất nhiều những năm tháng với rất nhiều những khó khăn và cái bước tiến của bóng đá việt nam ở cấp độ dành cho các cô gái à, đã có những cái bước tiến có thể nói là không ngừng nghỉ và đây sẽ là một cái sự tưởng thưởng rất lớn bởi vì chúng ta à, sẽ có thêm những niềm tin rằng chúng ta có thể đi với con đường này một cách gọi là vững vàng hơn và hoàn toàn có thể mở rộng phong trào nâng cấp được cái chất lượng phong trào của chúng ta hy vọng là như vậy uh, xin chào và hẹn gặp lại